Giờ chú kể là 20 ngàn chú xài sao, thấy vô chạy khéo lắm á. 20 ngàn á. Chú là 20 ngàn nó còn với tiếng nghe ha. Dạ. Chú mua hộp cá mòi. Hộp cá mòi. À, 10 mấy ngàn hộp. Hộp cá mòi là 14 ngàn hộp rồi. Có bán là 11-12 ngàn à. Dạ. Cá nhỏ. À, cá nhỏ. Rồi. Cái mua tổ kia 6 ngàn nữa. Dạ. Nhưng mà mua còn muốn 3 ngàn nữa rồi cái nấu canh gì cơ. Ồ, cũng được 3 món ha. Coi như là chú Thành à. Dạ cũng là làm nghề bán vé số. Đúng rồi, đúng rồi. Mà trước khi mà bán vé số chú làm nghề gì? Hồi đó hả? Dạ. Hồi xưa đi phụ hồ. Phụ hồ à. Làm nhà. À đúng rồi. Dạ. Bây giờ coi như là lớn tuổi rồi. Đúng rồi. Nên là chuyển qua bán vé số. Đúng rồi. Chú bán được bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm rồi con. Hai mấy năm rồi à. Dạ. Thường ngày vậy chú bán khoảng bao nhiêu tờ vé số? Bán được có tháng nắng thì bán được 100 vé, tháng mưa bán 70 vé là con ơi. Dạ. Tháng nắng là được 100 vé hả? 100 vé. Dạ. Tháng mưa bán 70 vé. Dạ. Vậy thì được lời được khoảng bao nhiêu tiền chú? Có mấy ngàn hả? Con nữ thì dạ. Dạ. Rồi đủ xài không chú? Thì cũng ăn thua mình gói bén luôn thôi, đủ rồi đủ ăn thôi chứ không có dư giả luôn. Dạ. Dạ. Ờ, nhà này là nhà của ông bà mình để lại. Đúng rồi con. Dạ. Rồi chú ở đây có một mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Rồi coi như là mình bán nghề vé số là coi như ngày nào là mình xài ngày đó hả? Xài ngày đó đúng rồi con. Rồi giờ mấy ngày nay là coi như dịch rồi, mọi người không cho bán vé số nữa rồi tiền đâu mình xài chú? Bên thành phố rồi á, trung ương thành phố rồi á cho người 60 ngàn. 60 ngàn, chú nhận được tiền đó chưa? Chưa, nửa tháng được 900 ngàn con. Sáng được 900 ngàn. Nửa tháng. Nửa tháng hả? Là 60 ngàn chưa lãnh nữa. Tức là chưa nói thôi chứ chưa có ai nhận lãnh hết. Đúng rồi. Nhưng mà hồi nào hôm bữa giờ là chú nghỉ là bao nhiêu ngày rồi? Nghỉ bữa rồi, một tay tới nay con. Một tay tháng 4 tới nay là 20 rồi. 20 rồi. 20 ngày nay mình sống sao chứ? Dạ. Muốn dạ. Nói chung là mình cũng có ghém ha chú. Đúng rồi. Dạ. Rồi bà con như hàng xóm rồi có phụ giúp gì mình lâu rồi ra cũng đi làm từ thiện sau gạo rồi thôi. Dạ. Lâu ra đi làm từ thiện đó sau gạo thôi. Dạ. Là cũng có đòn cho hả? Chú nhận được bao nhiêu đòn cho gạo rồi? Không đòn là có những người giàu khăn khó người ta cho à. Đi làm từ thiện đó con. Dạ, coi như là vòng vòng sớm ai giàu thì người ta tự cho. À, dạ. Ở 2-3 tháng, 4-5 tháng thì cho dạ. Con. Dạ. 4-5 tháng rồi 7-5 tháng thì cho bạn. Dạ. Vậy nói chung là Bình Dương mình cũng hay quá ha chú ha. Cái đó gọi là lá dạ, giờ lá rách đùm lá nát luôn. À, bây giờ thì con cũng thay mặt cô Vân, cô bên Úc thì cô cũng tiết kiệm được một ít tiền gửi đến người dân Bình Dương mình còn khó khăn, đặc biệt là những chú cô chú là bán vé số, những cô cụ già neo đơn á, thì ở đây là có là cái phần là 10 ký gạo với lại phần tiền mặt là 300 ngàn. Dạ. Gửi cho chú thì không biết là với 10 cái gạo này chú nghĩ chú ăn trong vòng bao nhiêu lâu được? 3-4 tháng trời ơi. Vậy chú ăn ít vậy hả? Ngày dạ. Coi như là một ngày có gửi cô mà. Dạ. Đây là xài được mấy ngày. Dạ. Ăn được mấy ngày. Nửa tháng này nửa tháng. Nửa tháng. Ngày 20 ngàn. Dạ. Ngày 20 ngàn là còn hơn nửa tháng đó. À, cũng cỡ nửa tháng.
Dạ. Đâu giờ chú kể coi 20 ngàn chú xài sao, thấy vô chạy khéo lắm á. 20 ngàn á. Chú là 20 ngàn nó còn với nghe ha. Dạ. Chú mua hộp cá mòi. Hộp cá mòi. À, 10 mấy ngàn hộp. Hộp cá mòi là 14 ngàn hộp rồi. Nó bán 11-12 ngàn à. Dạ. Cá nhỏ. Cá nhỏ. Rồi. Cái mua thổ kia 6 ngàn nữa. Dạ. Nhưng mà nó còn muốn 3 ngàn nữa rồi, cái nấu canh gì cơ. Ồ, cũng được 3 món ha. Dạ. Không có luộc sơ vậy không á. Dạ. Bị vậy con ơi. Nhưng mà tính ra ăn đạm bạc vậy đỡ, đỡ dư chất, đỡ bị bệnh đó chú. Đúng không? Mì gói, cái mì gói mình nấu canh như nữa. Dạ. Cái mình phải luôn mua dòng cái nó mới nấu canh ăn nó. Dạ. Thôi bây giờ thì trông đợi cái chính sách mà nó đến đó thì nửa tháng này cũng được đỡ vài ngày ha chú ha. Dạ. Đây là tấm lòng của cô Vân ở Úc. Dạ, gửi đến chú. À, con thay mặt cô gửi đến chú. Dạ. Rồi, cảm ơn cô Vân nha. Dạ. Dạ. À, chúc chú sức khỏe nha. Dạ, tụi con đi đây. Dạ. Một hoàn cảnh cũng khó khăn. Dạ. Bà đây là bà Lý Mai Lan. Lý Mai Lan. Dạ. Quà nữa hả? Dạ. Quà nữa hả? Quà nữa vậy là hôm bữa giờ là nhiều quà rồi hả bà? Vô không được. Sao vô được? Vô cảm ơn bà. Là tôi thấy bà tắt á. Dạ. Nhiều. Là cho nữa hả? Là hôm bữa giờ là nhiều người cho rồi hả bà? Cũng một hai người cho. Một hai người cho được gì bà? Cháu có gạo thôi à. Dạ, gạo. Với dầu ăn thứ chai. Dạ. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu rồi bà? 78. 78. Dạ. 80 thì mới được coi như chính sách là cho hỗ trợ người già. Còn ba ở thường ngày thì bà cũng ở nhà hả? Dũng đi biết nó dạ. Có nhà đâu. Bà ở với lại con trai của bà tên Dũng. Anh bán vé số không bà? Dạ. Dạ. Coi như trước kia là bà cũng đi bán. Rồi giờ coi như là bán bà mới nghỉ tháng 10. Năm ngoái tháng 10 là mới nghỉ thôi. Nghỉ trước bà bán ngày bà bán được bao nhiêu tờ? Cũng 1.3, 1.2 1.3, 1.2 vậy lời được nhiêu tiền bà? Cũng lời có mấy à. Dạ, lời được 100 mấy. Rồi xấu quá, không có cho quà. Không có được một kẹo. Dạ. Bán 8 tháng. Dạ. Từ bắt đầu tôi bệnh cái nghỉ luôn. Đến nó không có cho được cục kẹo nữa. Nó là đại lý hả bà? Cái đó nó phân ra cho người đại lý. Dạ. Nó bê chánh á. Dạ. Và năm có bán thì tôi lấy của người khác. Người khác mà chánh. Khác thì dương. Dạ. Rồi vậy rồi anh con của bà thì mỗi ngày vậy cũng bán cỡ 100 mấy tờ hả bà ha? Mấy tờ vậy cỡ khoảng nhiều hơn. Dạ. Bán tới 200 tờ. Dạ, 200 tờ. Vậy là coi như là mấy nay mà không có bán vé số thì tiền đâu? Nghỉ hết rồi. Tiền đâu mình xài bà?
không có phải nhịn chứ sao giờ không có phải nhịn đó. Bà con rồi có cho mình đâu đâu, bà con kẹt quá rồi, ở bên Mỹ rồi không có qua được. Bà con ở bên Mỹ hết rồi. Có ai viện trợ về được ít cháu, tiền đô không? Vì cháu thôi. Vì cháu thôi. Nhưng mà mọi người có viện trợ về ít tiền đô không? Không. Không hả? Kệ quá, nó qua không được, nó không dám qua. Dạ. Vợ chết rồi. Dạ. Tính qua mà qua không được. Dạ. Rồi anh Hùng nay, anh Dũng nay đi đâu rồi bà? Nó đi chơi không hả? Đi chơi hả? Nghỉ quán rồi đi lộn gì đâu kia uống cà phê. Dạ. Rồi tiền đâu uống cà phê? Thì uống bạn bè rồi cho bao. À, nhưng giờ là bạn bè cho. Dạ. Thôi bây giờ thì tụi con cũng đến đây thăm bà. Với lại là gửi cái phần quà của cô này là cô Vân ở bên Úc á. Dạ. Rồi, với lại là gửi tiền là 300 ngàn. Dạ. Coi như là dạ. Dạ. Với 300 ngàn này bà xài bà mua được món gì nè? Bà kể cho con nghe đi. Cà phê đồ. Có cái mua cái này cái kia về ăn ở quán á. Dạ. Với như 300 ngàn này cỡ xài được mấy ngày bà? Xài được 10 ngày á. 10 ngày ha. Dạ. Coi như ngày xài có 30 ngàn thôi đó. Hạ tiện đó. Hạ tiện. Dạ. Còn như mà 10 kg gạo này ăn hai mẹ con thì thì được bao nhiêu ngày bà? Gạo thì ăn bao nhiêu? Gạo ăn bao nhiêu? Dạ. Dạ. Không dám làm gì, không dám mua gì ăn. Dạ. Ở bên đó bà té làm sao không? Hả? Ở bên đó bà té làm sao? Ừ, té ngay chỗ này. Té ngay chỗ này là vậy đó. Dạ. Thôi thì tụi con cũng đến thăm bà, chúc bà sức khỏe nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cô này hơi bị đẹp. Dạ. Dạ chị. Chị cảm nhận được là cô này đẹp không? Dạ. Dạ. À, con có cái kênh Lý Hương TV. Con được mấy cái cô mà Mạnh Thường Quân ở nước ngoài á. Trường hợp này là cô Vân ở bên Úc. Cô có dành dụm ít tiền gửi đến một số những hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương. Thì được tổ trưởng là cô Hồng giới thiệu. Thì hôm nay con đến thăm cô. Dạ. Không biết là cô tên gì cô? À, tên gì nói Lý Thị Hoa. Lý Thị Hoa. Lý Thị Hoa. Dạ tên đẹp quá ha. Chào. Trên đẹp mà người đẹp. Cũng đẹp. Không dạ. Có đẹp được đâu, không có đẹp được. Sao? Đẹp mà. Đẹp được rồi, đẹp tự nhiên đẹp được rồi, đẹp quay con trai được để cho đẹp trong nhà trời. Đẹp trong nhà được rồi. Đẹp trong nhà không hỏi sao. Sao đẹp vậy? Cái gì dạ. Trong nhà đẹp được rồi. Dạ. Ủa rồi mấy hôm nay dịch rồi cô có đi làm không? Không. Dạ. Chứ thường ngày là cô làm nghề gì? Đó là ngày bó chổi cho bà ngoại. Bó chổi cho bà ngoại hả? Ngày cô bó được mấy cái? Ngày 2-3 cây, 4 cây đủ sống mà bà cháu sống được rồi. Dạ. 4-5 cây thì được bao nhiêu tiền? Bà ngoại bán, biết nhiêu tiền. Dạ. Coi như là mình chỉ là coi như là làm công thôi. Ừ. Ngồi bó thôi. Làm công cho quê quân. Dạ. Ủa ông Đằng này nay có giữ cơm cho mày không? Có. Nó về chưa? Đi giờ hả? Dạ dạ. Rồi cô sống nhà này cô sống một mình hả? Ừ. Sống mình. Rồi sống mình chứ có anh hai nữa, có anh nữa. Dạ. Có anh nữa hả không? Ừ. Dạ. Rồi thường ngày là cơm nước hay sao?
Cô nấu được món nào không? Có nhỏ em gái nấu. Có em gái đem ra mỗi bữa hả cô? Dạ. Ừ, cô có được, cô có nấu được món nào không? Không, có cháu với hoài, có nhà nấu nhà cũng có chú với hoài. Hồi đó cũng nấu được phải không? Giờ không nấu được phải không? Dạ, rồi. Cỡ như giờ mà tặng tiền là biết xài tiền không cô? Biết. Biết hả? Giờ cỡ như mà đưa tiền mà cô mò cô biết được cái đó là bao nhiêu tiền không? Mò sao biết, để ra cho biết. Phải không biết hả? Rồi vậy làm sao mình phân biệt được để mình xài? Phân biệt tay với gông, tay với nhiên. Rồi giờ con thử nha. Con thử cô này, cô có gửi hai tờ. Đó, bây giờ thử cô mò thử coi. Rồi tờ này là bao nhiêu tiền? Tờ là tờ trăm, tờ đó nhỏ chứ tờ đó lắm mùi, tờ đó nghe. Rồi thôi bây giờ đưa hai tờ đi để đổi với nhau đi để mới biết được. Tờ nó nhiêu nè. Hai tờ khác nhau á. Tờ nhiêu? Có được bao nhiêu? Trời ơi, được nhiêu, 20.000, 100.000, 150.000, 150.000, nhiều nhiều nhỏ. Vậy hả? Hai tờ nhiêu? Trời ơi, chị chẹt mấy cái chút gương, kẹp chút lửa, kẹp mắc cỡ quá. mình làm được mà mình nhận mình mới ngại nha. Nhớ không? Bây giờ nói thẳng là thiệt. Buồn hả cô? Không có gì đâu phải buồn. Mình còn bó chổi được là mình giỏi, con đâu biết bó chổi đâu. Bó chổi biết là chắc nghe. Cô cái chổi đó phải cô bó không? Cái chổi ở trong nhà phải cô bó không? Không. Không hả? À, vậy giờ bó chổi đầu cao hay là chổi lông gà? Chổi đầu cao, chổi đầu cao quét nhà. Dạ, quét sân. Dạ. Đó thì hôm nay là tụi con có gửi cô thùng mì. Dạ, cô biết chế mì ăn không? Biết không? Mì biết chế không? Mì ha. Dạ. Gửi 300 ngàn, coi như 300 ngàn vậy cô xài vô những việc gì cô có thể chia sẻ cho tụi con. Đúng mía, chi dầu gió, phút đầu. Thủ thuốc hả? À, coi như là vậy phần... Thủ thuốc phải không? Cơm là khỏi lo phải không? Rồi, coi như là phần ăn uống là khỏi lo. Ừ. Có anh em rồi phụ rồi, nhờ là mình thủ cái phần thuốc ha. Ừ. Dầu gió, thuốc, đồ, sẵn sàng ha cô. Ừ. Dạ. Dạ. À, bây giờ thì tụi con cũng xin phép cô. Dạ. Chúc cô sức khỏe ha. Dạ, giờ tụi con đi các hoàn cảnh khác. Rồi, dạ. Nói cảm ơn cô Vân đi. Tại vì cái cô đó cô gửi tiền cho mình á. Nói đi. Ôi nó giờ đó dạ. Nói cảm ơn. Cảm ơn cô Vân nha. Nói đi. Sức khỏe mà giao cho sức khỏe lại sức khỏe cho kèm cơm rồi kèm cũng luôn. Mà không lo cũng cảm ơn cô Vân. Dạ. Rồi. Dạ, bà là biết ơn. Dạ. Dạ. Tâu lòng. Dạ. Chứ đấy vậy có công khổ cái lòng khổ hai tay. Dạ. Rồi, thôi chúc con sức khỏe nha. Dạ. Rồi cắt tiền lên đi, có mua gì mua nha không? Rồi đi. Dạ tụi con đi nha. Dạ.
thì bây giờ thì tiếp tục là đoàn của Lý Hương là nhờ cô Hồng tổ trưởng là có đến nhà của chú là chú Đực à? Dạ chú Đực. Tên Lộc. Tên Lộc, chú Lộc đi. Dạ. Và căn ngoài là tên Đực. Dạ. Tên Đồng, tên Lộc. Dạ. Chú nói là căn nhà phía sau chú là nhà tình thương hả chú? Dạ. Nhà nước cấp là bao nhiêu lâu rồi chú? Từ ngày chưa có giải tỏa mở thì là bao lâu? Lâu lắm rồi. Mấy chục năm. Mấy chục năm. Dạ. Chú sống ở đây với ai chú? Sống ở nương tựa vào em út cháu chết đồ có hồi có cái cơm đến cháu cho ăn của yếu hộp ra ngoài trên đi mà. Dạ. Bây giờ có sao vậy? Dạ. Có nghèo. Dạ. Em út cũng nghèo. Dạ. Đi ra ngoài chứ nhiều hơn có cầu. Dạ. Trong nó có một con một ché ra ngoài cũng ra được ra chứ. Dạ. Coi như là mình sống bằng tình thương của mọi người. Dạ. Ngoài ra chú có làm nghề gì không? Hồi trước thì đi nhưng mà phải chạp. Sau này đi xe đất hốc đất còn nữa. Dạ. Thì sau đi bằng cát. Dạ. Cái nơi nhà chú bệnh ba bằng cát bị bệnh mà bây giờ mới dịch phẫu. Phẫu giờ cái dịch phẫu. Dịch phẫu bây giờ tôi làm mệt. Làm mệt trong đó người ta cho tôi 20 triệu một phẫu một năm nay. Ba lần làm những không thể. Cứ ngay hôm đó, cô không có. Cái bác sĩ ký ra đường hô, ra đường hô mô. Mấy ngân cào có mai ra chục triệu cho con lắm á. Hết tội đâu nhỉ. Không còn cách nào. Giờ tôi ra đường tôi không chết đâu. Rồi cái gì mà nó cho 20 triệu mà đọc. Rồi đổ ra bác sĩ ký cho có đơn. Ra đường mà hút. Có đơn mua đường mà hút. Hai mỗi lần tôi chết gấp mấy ngân cào chết đâu. Thế là cách rồi. Rồi bệnh nó có giảm không chú? Cái bệnh phổ này nó cũng cầm chừng cũng nó không nữa. Yeah. Cái phổ này tôi thấy cầm chừng không nữa. Nó chỉ chờ chết chứ không chờ bây giờ. Có nhiều ông kia mới chết mình qua ông kia. Cái ông mất chồng bà Nga bên đó. Cái nhà chồng đó. Mới chết mình qua ông kia đó. Mà cũng vừa phẫu đó. Để anh tính ông bổ rồi trước đó. Ông bổ rồi nha ba là chết mình đó. Đó là ông mất bà mất bên cây ba Kim Liêu đó biết không? Yeah. Bên nhà con Phương á. Yeah. Ông chị hôm nay tới năm trời cho mình. Cuối cùng ông chết là đem mùa qua. Hoài nước ông mình dĩ an rồi bệnh. Ông chết ông nằm bệnh viện đây mình tỉnh đó. Là cái năm nay rồi. Dạ. Nhưng mà giờ là coi như là chú cũng đỡ hơn không hay là nó cũng từng cơm. Nó có hồi nó mệt cũng từng hồi đó. Nó có hồi nó lướt được thì nó đỡ. Nó lướt được cái ngầm vậy. Nó ngợp mà chứ. Nước nó dầu đi. Dạ. Rồi chú sống ở đây có một mình à hả? Có mấy đứa em nào cứ mình. Dạ. Mấy đứa cháu thì có hồi cũng khỏe khỏe. Cứ họ ra đường chứ hoài cho anh động cắt mình chặt. Dạ. Cho các cá mình đi nhúc. Mình đi mua cốt cốt ngày uống. Dạ. Nói vậy thôi, bây giờ tôi đang làm gì đó thì không. Không làm gì đó. Giờ tôi không nhận gì nữa, không làm. Dạ. Mà nãy ông đâu có tiền. Dạ. Ông mượn gì 200. Dạ. Vì nãy giờ tôi không có tiền, nửa tháng trả tôi đâu có tiền. Nãy đứng dây dắt này. Cho ông mượn 100 xài ở. Tội. Tôi để không tiền mua thuốc. Dạ, không tiền mua thuốc. Không mượn gì 200 cái gì đó. Đừng đứng ở đây nó cho tôi mượn 200 nữa. Gần tháng tôi nó trả hơn. Gần tháng tiền nữa thôi tôi đưa ông Tâm tôi nhét cái lỗ rồi nè. Tội nghiệp. Cho tôi mượn gì thuốc. Gì thuốc có chỗ nó 40. Tôi không thất nghiệp mà lợi học sinh đến giờ tôi nghĩ tao đâu có tiền. Thôi đi cho mượn 200 rồi đi mượn hả đâu. Ra đường có ai trả tiền. Nhưng lúc trả lại. Nè. Cho tôi mượn 215 đây tháng sau tôi nói trời ơi gần tháng tiền nó tôi cho ông mượn. Thôi tôi cho mượn trăm xe đỡ tôi mới đút qua dắt tôi sờ qua sờ lại. Có gì đi nha con. Dạ. Cũng chết chắc mới đút qua dắt tôi cũng thất nghiệp tại học sinh nghỉ rồi tôi đâu có đi bán nữa thôi cho ông mượn trăm xe đỡ. Về nha. Dạ. Nhưng mà coi như là giờ là coi như là không có sức khỏe để làm gì. Không làm gì mà coi như là giờ là đi ra đường mà ai cho gì. Mà nói chồng cháu mình quen mấy cậu đó giờ mấy chục anh mình quen. Cho 10 ngàn 20 30 50 100 gì đó mình để giữ đó. Yeah. Để đó ơi là mệt đi mua thuốc uống. Yeah. Vậy đâu rồi đi thua mua thuốc là chú cũng đi một mình luôn. Mẹ, còn mình đi ông bảo thôi. Yeah. Mình đi mấy chục ngàn. Đi xe ôm. Nhưng mà đi mua thuốc cũng đi ra nhà thuốc mua thôi chứ không có đi khám gì hết hả? Đi ra bệnh viện. Thuốc bây giờ dẫn lên giùm anh thuốc. Chú có cái sổ mà bảo hiểm của người có nghèo không? Có bảo hiểm 100%. Đi nha chị. Mà bây giờ cốt không có đủ chú cốt. Cốt ố là nó ít. Mà cốt bơm máy nó còn nhiều thì bơm máy. Có nhiều bơm máy đâu á. Bơm máy đứng như trời bên nhà Hương bơm vô. Mà nó cho cái bơm máy. Bơm yeah. Máy cũng không đủ. Bây giờ cũng phải đi mua đó đâu mới mua. Đi không mua cốt ố nè. Còn nó là không mua cốt.
Nhưng mà bây giờ thuốc như vậy rồi mình vô mình nói làm sao để mình lấy thuốc ra chứ? Thì như tôi nói giờ mình đi nó tốt chứ lực, nó làm mệt quá. Nhờ bác sĩ y tá đồ ấy mình mua coi này nè. Mình nói vậy đồ thuốc mua bán cho tôi uống. Bây giờ mình nói vậy cho mình đã biết rồi. Rồi lên đây có bệnh viện, nó thổi vô ra, thì nó lấy thuốc cho mình. Bây giờ mình uống rồi nó không được chiếc thuốc uống, mình phải ra đường mình uống. Còn nó tăng cái bệnh mình thêm. Thế ngày nay mình viêm nhập, cái mai nó viêm nhẹ nào. Không lẽ giờ nó bắt đi ra cho bác sĩ ra này một. Nó thành nó tạp cái thuốc của mình. Mua trong nó thuốc à. Đâu phải một cái bệnh nó cỡ chứ mình biết à. Ngày nay bệnh phổi, ngày mai là nhức mình, ngày mai nhẹ làm. Làm cho mình rồi. Đủ quá bệnh con người. Nó quay tung tung. Bây giờ mình nó chết chứ lấy gì mình nó chết được. Nó quay lung tung. Thôi bây giờ, dạ, bây giờ thì tụi con cũng gửi cái tấm lòng của cô Vân. Thì cô muốn gửi nhiều hơn những cái hoàn cảnh thì nãy giờ tụi con đi cũng nhiều hoàn cảnh rồi. Thì cái phần hôm nay á, là cô Vân là cổ gửi thì cổ cũng không có giàu có gì. Cổ cũng người bình thường thôi. Nhưng mà coi như là cổ xài tiết kiệm lại. Mà cái đồng tiền mà ở Úc á, thì nó nhiều hơn nhiều so với đồng tiền Việt Nam mình. Nên là coi như là lá lành đùm lá rách á. Thì cổ có gửi đến nhà mình là thùng mì ông có ăn với lại là 300.000 đó, thì ông có thể là mua những cái vật dụng gì cần thiết á để coi như là cũng đỡ đần ông cái khúc mà dịch khó khăn này. Dạ, đây là tấm lòng của cô Vân từ Úc. Dạ, cảm ơn cô Vân. Bây giờ cảm ơn cô Vân rồi, cảm ơn chị Trà, cảm ơn cô gái này hẳn gì đâu. Dạ, tôi chỉ là không có nói vậy chứ. Ôi, ông chú chữa gìn sức khỏe nha. Dạ, có hầu mấy bữa nay đây này, có hầu lạnh nó phát triển được chị Trần nhẹ nó sức rồi tôi chị Trần cũng nước được, tôi cũng nước được hạnh phúc. Hôm đó bệnh viện nhà tộc tôi lên đó không, tôi nói ông là giấy tờ ông về bệnh viện nhà tỉnh, bây giờ ông lên viện mình tỉnh chứ ông chung thuốc tôi đây là bệnh viện nhà tộc đấy. Tôi lên á, đứng sau nó nói ông coi chừng dưỡng sức khỏe nè, ông nước một cái là đợi đi được. Nó mệt cái nó ngồi lên ông đứng kìa, để nó mệt khóc được, tôi mệt cái tôi đứng lại rồi, cái tôi mà rớt cái chắc được, cái chất mình đã nó muốn đi điện nó cái thẳng mà bước cái chắc được, bởi vì mình học nói là rất tốt, mà tôi bởi vì mệt cái tôi mình, mệt cái mình tôi không dám làm gì, nhưng cái giấc này, tôi ngồi tôi khỏe tôi dừng cả chừng, không bổ gì trong á, nay tôi làm ba ngày cái bổ cái giấc này, tôi mệt quá tôi lại ra dùng thấm, cái khả tạ. Cái bắt đầu tôi ngồi tôi nghĩ, giúp cái ra vậy. Tôi làm mấy bữa, nó tôi đâu có làm nhiều. Mới ra vô cái nhà mệt quá tôi ngắt cái rồi, không ngồi. Chỉ ảnh cái giấc thì cũ nó có rồi, có sẵn rồi. Mà tôi ảnh nó vô không, chứ tôi đâu có gào lỗ cột đâu. Vậy là nó ngồi chuyện. Yeah. Còn đó là hỏi chị Trà đó. Dành nhau ngồi chết không ngồi. Không có khui gì đâu. Tôi đâu có chịu khui ai đâu. Nhưng mà tại vì các bạn... Bây giờ tôi uống rồi tôi không có làm cái gì. Không ngọt gì mà tôi không đang ngủ ai nói tôi mà làm biết. Tôi đang dám như họ. Tôi nhốt mưa, tôi đi màu lắm nhà. Tôi cần người, nhà chót không, cũng nhà không nhận. Không có đồng bạc gì tôi mà không có gì mà tôi bỏ, chỉ kiếm cho con thôi. Dạ. Là tôi không có. Dạ. Thôi ông giữ gìn sức khỏe nha, tụi con. Dạ. Yeah. Ông Bích, chồng bà Bích cũng bệnh như tôi đó. Cũng bệnh về phổi đó. Chồng bà Bích là cái anh rể tôi, tôi bổ nhà ba mình luôn uống rượu trước. Bà con tôi bổ. Cái cụm bà Nga bà Khiến này nè. Bà chị em á. Là cái hàng chết rồi, anh Bích. Là anh rể bà Nga. Bà Nga tính rồi bên nhà. Cái cụm cái bên nhà, bà uống bên nhà và mãi đã lấy đó. Ông cũng bệnh tôi nằm cái năm trận trên giường, rồi cuối cùng bữa hôm kia thì tôi nên dục người khác lên về làm đám là cũng cứ đi ra qua lầu hai đứng thấy con người mình cứ ngóng ngủ vậy, không có ra cái hướng gì cũng như tôi à, nằm trên trận bệnh viện một năm trận đó, rồi cuối cùng ông cũng chết rồi, nó chết rồi còn là gì bọc chuối nữa, bọc chuối tôi nghe dục bọc chuối nữa, nhiều chuối chết cũng hay hay nha. Ngày hôm đó đi công tác qua trí với tôi cũng lên đó, tôi cũng kiếm tiền. Ba tiếng tôi cũng đi với ổng lên kiếm tiền đó. Rồi ổng về ổng bệnh tật. Bây giờ thằng nào lớn tuổi về nào cũng gãy họng, gãy hầu của trò trường. Thằng nào phải ra cái gì.
cho tôi giờ đi. Em út rồi nó có những cái tấn công. Ở ngoài hương đi cho tấn cáo rồi thôi mà. Tôi chịu với anh chào. Đã cho được gặp bà tôi cảm ơn anh chào. Dạ. Thôi ông giữ sức khỏe nha, tụi con xin phép. Dạ. Được rồi. Dạ được rồi. Dạ. Dạ nó còn đi về thành phố. Dạ. Về thành phố luôn hả? Dạ. Vậy là cảm ơn rất nhiều. Dạ. Lấy đi góc lấy chỗ. Dạ được rồi. Dạ. Ông giữ gìn sức khỏe nha, tụi con về đây. Cũng có quay cái tôi lấy ly. Được rồi. Được rồi. Dạ, được rồi ạ. Khỏe ổng bình thường ổng hả ổng chắc nhở ổng cũng đâu có ô tuổi tao đâu anh nhiêu đi trên 500.